huấn luyện viên Park giải thích lý do chọn Tuấn Anh lên tuyển. Xuân Trường sẽ không về nếu Việt Nam giữ cầu thủ này. Chiều ngày 29 tháng 5, một chiếc xe hiệu Honda Civic đã tiến vào Buriram United Football Camp, sân tập của đội bóng giàu thành tích nhất Thái Lan. Người bước xuống là Lương Xuân Trường với dáng lưng gù quen thuộc, cũng là người Việt Nam duy nhất mà ông bảo vệ tuổi ngoài 55 đã quen mặt để cho vào sân. Một ngày trước, anh đã cùng với các đồng đội đánh bại Buriram United ngay trên sân nhà trong trận derby của bóng đá Thái Lan. Trường vào sân trong khoảng thời gian cuối trận, tính cả thời gian bù giờ thì chỉ vỏn vẹn 10 phút. Thời gian ấy khó có thể làm hài lòng những khán giả khó tính, nhưng thay vào đó là một cuộc trò chuyện với ngần ấy thời gian lại là một câu chuyện khác. May mắn thay, chúng tôi đã có gấp đôi thời lượng như đã nói. Xin chào Xuân Trường. Thêm một mùa giải nữa Xuân Trường thi đấu ở nước ngoài. Vậy trường của 2 năm ở Hàn Quốc và trường của hiện tại đã khác nhau ra sao? Quãng thời gian ở Hàn Quốc năm 2016-2017 khác với thời điểm bây giờ. Khi ấy, tôi còn ít tuổi và mới lần đầu tiên được ra nước ngoài thi đấu. Hiện tại, văn hóa của Thái Lan khá giống Việt Nam nên rất gần gũi. Tôi không cảm thấy lo lắng, thấy tự tin hơn và không còn rụt rè như trước đây nữa. Bây giờ thì tôi cảm thấy rất tự tin vào cuộc sống và công việc của mình ở Thái Lan. Thời gian đầu ở Thái Lan, tôi chỉ gặp một vài vấn đề mà tôi cho là nhỏ. Khi mình muốn ra ngoài ăn thì mình phải đi một mình hay là không biết là nên ăn gì. Ở đội thì chỉ đến sát ngày thi đấu thì chúng tôi mới tập trung. Khi ấy, câu lạc bộ mới phục vụ ăn uống. Tôi vẫn thỉnh thoảng tự nấu ăn nhưng cũng thường xuyên ăn ở ngoài. Sau đó thì các đồng đội đã giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi cũng thường đi ăn với họ hơn. Mọi thứ đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Nếu cảm thấy mình cần một điều gì đó cho bớt căng thẳng, tôi sẽ gọi điện cho người thân, cho bạn bè hoặc là ngồi chơi game. Mùa này, Hoàng Anh Gia Lai đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của Văn Toàn. Trường có thể nói gì về cậu em của mình? Văn Toàn ở mùa giải năm nay gần như tất cả các trận đã qua đều được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Cậu ấy đang có phong độ rất cao nhưng chắc chắn là sẽ phải tiếp tục cố gắng để có thể tiến bộ. Một số người hâm mộ đùa cùng với Văn Toàn rằng là do Xuân Trường đi thi đấu xa nên cậu ấy mới đã hay như vậy. Nếu như đó là lý do thì tôi sẽ không về Việt Nam nữa. Giờ thì tới lượt Tuấn Anh, với tư cách là một người đá cặp lâu năm cùng với Nhô, Trường có thể đánh giá thế nào về màn trình diễn vừa qua của cậu ấy? Tuấn Anh có khả năng xử lý bóng, tôi nghĩ là vẫn ổn, gần như là nguyên vẹn nếu so với giai đoạn trước đây. Thế nhưng, sau những chấn thương dai dẳng trong thời gian vừa qua, bất cứ cầu thủ nào cũng sẽ cảm thấy không thực sự thoải mái khi tập luyện và thi đấu. Cá nhân tôi cũng rất lo sợ Tuấn Anh sẽ gặp phải một chấn thương nào khác nữa, thì sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, qua từng trận đấu, Tuấn Anh đang dần trở lại với sức khỏe, cảm giác bóng tốt hơn. Tôi nghĩ Tuấn Anh sẽ ổn và sớm lấy lại được 100% phong độ. Cuối cùng, Trường nghĩ sao về Vũ Văn Thanh? Tôi liên lạc thường xuyên với cậu ấy. Văn Thanh mới trở lại thi đấu 1 đến 2 trận gần đây nhưng lại bị chấn thương liên tiếp. Cậu ấy vốn là một cầu thủ có ý chí rất cao nên chấn thương chắc chắn là không phải vấn đề lớn. Tôi tin là cậu ấy sẽ vượt qua. Văn Thanh chia sẻ đã trốn vào nhà vệ sinh khóc bên Hàn Quốc khi mà thấy Trường mặc chiếc áo có ghi tên của cậu ấy và Tuấn Anh khi ăn mừng trước vô địch AFF Cup năm 2018. Trường có bất ngờ với hành động này. Thật sự thì rất bất ngờ khi Văn Thanh có những cảm xúc như thế. Khi ở với nhau, Văn Thanh ít khi chia sẻ. Cậu ấy sống khá nội tâm và dù không thể hiện ra nhiều, nhưng chắc chắn đó là một người sống tình cảm. Cảm ơn Xuân Trường về cuộc phỏng vấn này. Chúc Trường sẽ ghi thêm 5 bàn thắng nữa tại Buriram United. Lương Xuân Trường là một trong 23 cái tên được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho King's Cup năm 2019. Sự háo hức càng nhân lên gấp bội khi đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội tuyển Thái Lan ngay trận đấu đầu tiên. Xuân Trường bày tỏ suy nghĩ. Được triệu tập lên đội tuyển quốc gia là một vinh dự lớn với bất cứ một cầu thủ nào và tôi sẽ nỗ lực hơn rất nhiều. Đặc biệt, nếu được gặp các đồng đội ở Buriram United trong trận đấu thì lại càng hay. Tôi rất mong chờ thời điểm trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra. Cá nhân tôi cũng như là các cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam đều muốn đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà của họ. Danh sách dự King's Cup năm 2019, xếp lớn VFF đỡ lời thầy Park. Đang có khá nhiều thông tin trái chiều liên quan đến danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo tham dự King's Cup năm 2019. Tuy nhiên, tất cả đều hiểu, hãy tôn trọng những gì mà vị chiến lược gia Hàn Quốc đang làm. Vẫn như thường lệ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gây bất ngờ lớn khi triệu tập hàng loạt cái tên chưa thật sự có phong độ tốt lên danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự King's Cup năm 2019. Trong đó, nổi bật nhất có cái tên Trọng Hoàng, cầu thủ người Nghệ An gia nhập đội bóng áo lính đầu mùa năm 2019. Tuy nhiên, hậu vệ Việt theo chưa đá trận nào từ đầu mùa V-League nhưng vẫn được lên tuyển. Bên cạnh đó, việc huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập tiền đạo Hà Đức Chinh, người không có phong độ tốt, trong khi thể lực chưa hoàn toàn đảm bảo, theo nhận xét của huấn luyện viên trưởng SHB Đà Nẵng. Ngoài hai vị trí kể trên, thì cái tên Nguyễn Tuấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai cũng không thật sự nổi bật so với những tiền vệ khác ở V-League như là Ngô Hoàng Thịnh hay là Văn Thuận của Thành phố Hồ Chí Minh. Trước những thông tin trái chiều của dư luận, một lãnh đạo của VFF đã lên tiếng đỡ đạn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Vị lãnh đạo này cho hay: "Chúng tôi cho rằng khi chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có chủ ý. Kế hoạch tham dự King's Cup năm 2019 cũng đã được VFF làm việc với ông Park Hang-seo để thống nhất từ đầu năm. Chúng ta cần tôn trọng quyết định về mặt chuyên môn của huấn luyện viên trưởng." Theo thông tin từ VFF, ngày 1 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân và di chuyển sang Thái Lan. Tiếp đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp của báo chí về những vấn đề liên quan đến King's Cup năm 2019. Ngày 2 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ đến Buriram và đến ngày 5 tháng 6 thì đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan ngay ở trận ra quân. Sau đó thì đến ngày 8 tháng 6 sẽ thi đấu lượt trận thứ 2. Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ nguyên nhân chọn Tuấn Anh và Trọng Hoàng dự King's Cup. Trước nhiều câu hỏi thắc mắc từ giới truyền thông, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ công bố lý do vì sao chọn Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Hoàng đấu King's Cup. Chiều ngày 27 tháng 5, huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách chính thức 23 tuyển thủ được triệu tập cho đội tuyển Việt Nam tham dự King's Cup năm 2019 tại Thái Lan. Có rất nhiều điều đáng suy ngẫm về bản danh sách này và gây ra ý kiến đa chiều từ giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Phù thủy Park Hang-seo chỉ chọn những cầu thủ từng vào sinh ra tử cùng với ông tại các giải đấu gần đây của Rồng Vàng. Đáng chú ý là đội bóng đầu bảng V-League, Thành phố Hồ Chí Minh đã không có cầu thủ nào góp mặt trong thành phần của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ đang đạt phong độ tốt trong màu áo của Bình Dương là Tô Văn Vũ cũng vắng mặt. Ngược lại, huấn luyện viên Park Hang-seo gọi nhiều cầu thủ mới trở lại sau chấn thương hay là không thi đấu như là Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh hay là Nguyễn Trọng Hoàng. Thậm chí, tiền đạo Hà Đức Chinh chưa thể hiện khả năng ghi bàn tốt, đang dính chấn thương, chỉ có thể chuyền bóng, không thể sút bóng, cũng nhận được sự tin tưởng từ chiến thuật gia người Hàn Quốc. Rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra về bản danh sách dự King's Cup của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhằm rộng đường dư luận và làm sáng tỏ mọi câu hỏi, ông Park Hang-seo đã quyết định tổ chức một cuộc họp báo để giải đáp tất cả những nghi vấn liên quan đến thành phần của đội tuyển Việt Nam dự King's Cup năm 2019. Dự kiến, buổi họp báo quan trọng này giữa chiến thuật gia người Hàn Quốc và giới truyền thông sẽ được diễn ra vào ngày 1 tháng 6 tới đây, trước khi mà đội tuyển Việt Nam từ Hà Nội đáp chuyến bay sang Thái Lan. Ngoài thành phần tham dự King's Cup tại Thái Lan thì ông Park và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã chọn danh sách các tuyển thủ U22 quốc gia chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đối thủ Myanmar diễn ra vào ngày 7 tháng 6 tại Phú Thọ. Những gương mặt nổi bật như là thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Nguyễn Thành Trung, tiền vệ Triệu Việt Hưng, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Đáng chú ý là sự xuất hiện của tiền vệ Việt kiều Úc Martin Nò đang thi đấu cho câu lạc bộ Phú Hiền tại giải hạng nhất quốc gia. Sau huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đấu King's Cup nên trợ lý Kim An Jun sẽ là người chịu trách nhiệm chuyên môn trong trận đấu giao hữu giữa U22 Việt Nam đụng độ với Myanmar. Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam: ở vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh và Nguyễn Văn Toàn. Vị trí hậu vệ có Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Huỳnh Tấn Sinh, Trần Văn Kiên và Vũ Văn Thanh. Vị trí tiền vệ có Nguyễn Phong Hồng Duy, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương và Nguyễn Trọng Hoàng. Ở vị trí tiền đạo thì có Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Anh Đức và Hà Đức Chinh. Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi các bạn đã cùng lắng nghe những tin tức mới nhất về tình hình bóng đá Việt Nam ngày 30 tháng 5 năm 2019. Huấn luyện viên Park Hang-seo giải thích lý do chọn Tuấn Anh lên tuyển. Xuân Trường sẽ không về nếu Việt Nam giữ cầu thủ này. Để có thể theo dõi và cập nhật tình hình tiếp theo của bóng đá Việt Nam cũng như là bóng đá quốc tế, Mời các bạn nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Người Nổi Tiếng các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.